xin cảm ơn ông chủ tịch cộng đoàn và xin nói vui, ông nói hai chữ vui thôi nha mà làm tôi giật mình. Ông nói trong nhà thờ ấm cúng, không có cúng. Ấm áp nói chơi đừng có giận. Điều thứ hai ông nói tất cả các bà đang mong chờ thế là là mơ chồng. Nói cho vui chứ không có có ý gì. Nhưng mà tôi xin mọi người cũng lắng động lại cháu thì nó dễ lắng động nữa. Để xin cầu nguyện cho nhau. Tôi dùng lời nguyện hiến tế của một thầy phó tế. Khi trao quyển thánh kinh cho một phó tế tương lai, vị chủ tế thường là giám mục sẽ đọc. Ước gì từ nay thầy tin những gì thầy đọc. Thầy giảng những gì Thầy tin và Thầy thực hành những gì thầy giảng. Thưa quý ông bà, ước gì chúng ta được như vậy, khi nói với con cái điều gì thì chúng ta phải thực hành điều đó. Và nếu chúng ta thực hành, chứng tỏ chúng ta tin. Cũng xin cầu nguyện cho cho tôi, cho tất cả mọi người đang làm công tác phải hướng dẫn con cái hay là người khác hay học sinh cũng hiểu được điều đó. mới vô liền tôi thấy ăn cháo vui vui rồi tôi có một cái câu nhận xét của tôi điều gì xảy ra khi quý bà được làm linh mục có thể vì không phải là điều luật của giáo hội mà là một cái tục lệ biết đâu trong tương lai thay đổi nhưng nghe đây nếu quý bà quý chị được làm linh mục thì nhà thờ sẽ phải xây thêm cái phòng áo vì các nàng nhiều áo lắm một cái tủ không đủ. Thứ hai, bên cạnh bàn thờ phải có mấy cái bàn trang điểm. Thứ ba, các bà bếp toàn bộ mất việc là vì các nàng nấu lấy. Thứ tư, khi nghe Chúa ở cùng anh chị em, thể đáp làm sao? Chúa ở cùng má hay mẹ cũng được đi. Thánh lễ chắc chắn sẽ dài hơn là vì nhập đề của nàng hơn 15 phút. Thứ sáu, thánh lễ thường hai trễ vì các nàng bận trang điểm, ra bàn thờ hơi lâu. Tiếp theo, chén thánh, đĩa thánh không lao mà phải rửa kỹ vì dính rất nhiều son. Tiếp theo, tuyệt đối không làm lễ cầu hôn và đám tang vì nàng sợ ma. Tiếp theo, cung thánh không được lót gạch như thế này là vì nàng đi guốc cao gót, té thứ áp chót giáo dân không được làm trái ý nàng vì mất ba ngày nàng mới bớt giận và đây là cái điều cũng ai cũng biết đó là khi giáo dân đi xưng tội thì hầu như cả sứ đạo biết người đó tội gì thế bây giờ cuối cùng khi nàng được lên tấn phong làm giám mục đây mới là vấn đề một linh mục nam lên làm giám mục được gọi là đức cha. Bây giờ một linh mục nữ lên làm giám mục, ai cho tôi một chữ mà tôi ưng ý, đức mẹ. À? Có ai kêu đức má không? Càng không được nữa, người Huế không lẽ nói đức mù. Nói cho vui để mở đầu. Tức là điều gì xảy ra khi một chị em phụ nữ được làm linh mục trong bài tin mừng hôm nay, tôi chỉ lặp lại một khúc ngắn. Chúa Giêsu loan báo về cái chết của Chúa và sự phục sinh đính kèm. Nhưng các ông tông đồ không muốn nghe những cái tin kinh khủng như vậy. Các ông không muốn nghe. Và tôi tự hỏi, Chúa là đấng toàn năng. Chúa muốn có ánh sáng, Chúa nói let it be là nó có. Hãy có ánh sáng là nó có. Hãy có nước là nó có. Sao Chúa không ngồi trên trời nói hãy cứu chúng nó là tụi mình được cứu? Tại sao? Tại sao Chúa phải cho con của Chúa xuống trần gian là một con người như mình? Nhất là một con người chịu thân phận như mình. Tại sao? Tôi khó hiểu. À? Nhân loại đã dùng tự do Chúa ban mà bán mình cho sự ác, sự tội. Mà cái gì bán rồi Muốn lấy lại thì tiếng Việt gọi là gì? Chuột lại. Nó hay chỗ đó. Chứ không phải mua lại, không ai dùng chữ mua lại hết mà dùng chữ chuột lại. Trong tiếng mẹ đẻ, chuột có nghĩa là dùng tiền hay thế một vật hay một bảo vật nào đó để đổi lại một cái gì mình đã bán đi. Cho nên Chúa Giêsu -xu xuống thế làm người để chuột chúng ta lại không phải chuộc bằng tiền mà bằng chính mạng sống của Ngài. Trong năm tuần nữa chúng ta sẽ kỷ niệm cái chết đau thương của Chúa. Cho nên nói cho chúng ta, Chúa nói cho chúng ta rằng chúng ta được chuộc bằng giá máu, bằng cái chết của Chúa. Nó đẹp. Do đó tôi thích chữ cứu chuộc hơn cứu độ. Nói thật, tôi nghiên cứu chữ và tôi thấy chữ cứu độ là chữ của nhà Phật độ là đi theo để giúp, giúp để giải thoát. Còn cái này cứu chuột là bỏ đồ ra để chuột, bỏ máu của mình ra để chuột, cảm động chứ. Để chứng tỏ những giáo huấn của Chúa, Chúa ra đời để nói rằng những giáo huấn mà phải yêu thương và tha thứ, nhiều người cho là không tưởng, nhưng Chúa nói làm được. Để chúng ta thấy Chúa Giêsu thấu hiểu Hoàn cảnh của chúng ta nhiều khi hơn chúng ta hiểu và chính cuối cùng ngài dùng sinh mạng của ngài cái sinh mạng cao quý của một đấng thiên chúa mà ngài chuộc chúng ta tôi nhớ câu chuyện đi mua con chó còi còi tiếng anh là rent r-u-n-t R -U -N -T, con chó nó phát triển không bình thường thì câu chuyện này của hoa kỳ Tôi rất là thích để giải thích những gì tôi nhập đề ở trên. Con ông nông trại trại chủ đang đúng cái bảng ở trên cái cột của cái cổng của cái ranch của ông. Ông đóng xong, trên cái bảng đó ghi chó con cần bán. Có vậy thôi, viết thật đẹp. Rồi ông đóng cái cung cái đinh cuối cùng, ông mới lùi lại để xem nó có ngay không. Thì ông vắt một cái gì. Ông quay lại thì thấy có đứa bé, một con trai, một, 11 12 tuổi đứng sau lưng ông. Nhưng tại vì ông xiên ra như thế này, ông đụng nó ông quay lại, "Ồ bác xin lỗi cháu." Nó nói "Ok. Không có sao." Con cũng đang đọc cái bảng mà bác vừa đóng. Nó nói, ủa, "Con biết đọc à, con biết đọc." "Vậy con thấy thế nào? Con rất thương chó con." "Con muốn mua." Ông nông trại nói, "Chó của bác có khai sanh. quý vị hiểu rồi, có nghĩa là nó rạc nòi, rất quý, rất mắc tiền. Thứ hai là nó được chăm sóc và chích ngừa đầy đủ. Và thứ ba, cái giống của nó là giống tốt, Golden Retriever. Cho nên mắc tiền lắm, con mua nổi không? Con có tiền không? Nó nói có, nó lục hết bốn cái túi của nó. Hai cái túi của quần sọt, hai cái túi đằng sau được một nhúm tiền kẽm, Nó đưa ra đếm được 76 cent nó đưa cho ông nó nói bao nhiêu đây ông nghĩ thế nào ông cười ông nói chỉ vừa đủ để cháu được xem thôi thì nó đưa ông nó nói cho con xem ông nói cứ cầm lấy ông quýt gió và ông kêu đô ly tên con chó mẹ thì từ trong nhà có cái dốc bằng tấm ván con chó mẹ chạy ra đằng sau là kêu án 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 bốn cục bông gòn chạy theo à, dễ thương Thằng bé dán mặt vào trong hàng rào nhìn. Ô con nào cũng đẹp hết. Nó mê man như vậy. Thì nghe trong chuồng có một tiếng kêu thất thanh. Ấn 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 nữa. Một con bé hơn chạy xuống cái dốc. Vừa chạy vừa té. Là vì chân nó yếu. Nó chạy và nó la. Để cuối cùng nó bắt kịp mẹ nó với mấy anh chị nó. Thì nó đứng. Nó vẫy đuôi. Mà miệng vẫn không ngừng la. Ông nông trại thấy thằng bé nhìn con đó. Ông nói, sao? Sao cháu nhìn nó kỹ vậy? Con sẽ xin tiền ba má mua con này. Ông nói, không phải vì con không có tiền. Con thấy không? Nó đâu có chạy nhảy được bình thường. Nó bị còi, nó dành ăn không lại với anh chị nó. Nó không đủ sữa. Không, con thương nó. Để sao được? Con chạy nhảy, nó chạy không kịp. Làm sao con thương nó? Con hiểu nó. Làm sao con hiểu được? Con với nó khác nhau. Cái nó nhìn ông già một cách nghiêm chỉnh nó nói xin ông nhìn đây. Nó lùi lại hai ba bước, kéo hai cái ống quần jean lên, bên trong hai chân đều có cái nẹp bằng sắt. Nó không phải người bình thường, nó cũng bị què. Ông già nói, trên gò má tôi chảy một thứ nước khá mặn. Tôi không nói được nữa. Tôi nhìn em bé Và nó cứ nhìn cái con chó rồi còi đó Nó thương yêu vô cùng Nó hiểu con chó còi Và con chó còi đồng cảnh với nó Hai bên như có tần số Con chó còi tự nhiên đến sát hàng rào Vẫy đuôi mừng Anh chàng thiếu niên này Ông chủ nói Khi tôi đã bình tĩnh lại Tôi lấy cái nón của tôi tôi đặt con chó còi vào trong và tôi đem ra khỏi hàng rào. Tôi đưa cho em bé, tôi nói con ẩm lấy nó đi. Thằng bé ẩm con chó lên, hai đứa mừng rỡ, con chó trồm lên để liếm mặt nó. Nó hỏi, how much? Ông chủ trại nói, true love doesn't charge. Tình yêu thật không bao giờ tính giá con đem về nuôi đi con nuôi nó một mình nó sẽ khỏe mạnh nó sẽ yêu thương con nó hiểu con con hiểu nó và cái câu chuyện rất tầm thường đó tôi hiểu chúa chấp nhận trở thành què quặc như mình chỉ vì yêu thương mình và chúa hiểu chúa làm người chúa mới hiểu mình yêu đuối cho nên chúa không kết án bao giờ nên nhớ vậy chỉ có mình kết án nhau Chúa cũng không bỏ mình bao giờ Chỉ có mình thỉnh thoảng bỏ Chúa Chúa hiểu mình Chúa rất hiểu Và riêng câu chuyện này làm tôi hiểu Chúa cũng chia sẻ thân phận như mình Đau đớn, bệnh hoạn, tật nguyền, buồn vui Hỷ nộ ai cụ, ái ố dục, thất tình đủ hết Chúa là người mà bè rối ở thế kỷ thứ hai và thứ ba Người ta chối, người ta nói Chúa Giêsu là người thì không thể là Thiên Chúa. Và hãy đã là Thiên Chúa thì không thể là người, không thể góp chung lại. Do đó, công đồng đầu tiên đã xác nhận Chúa Giêsu vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Và vì là người thật, Chúa hiểu mình. Tôi chia sẻ một chuyện cười nhé, mà bỏ để đừng có đem ra khỏi nhà thờ, là vì nó cũng hơi mặn mặn thôi. Tôi nói mặn có nghĩa là nó không có xứng đáng để kể ở đây Nhưng mà không có sao Không lạc đạo Là vì hồi nãy tôi bước vào nghe các bác ngắm Ngắm đèn Từ đây cho tới tuần thánh luôn Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tuần thánh vẫn còn ngắm Ngày thứ sáu tuần thánh vẫn còn ngắm Rất là tốt Một cái thói quen thật đạo đức Bên tôi mỗi lần ngắm Tôi không phải canh trẻ con Nó tới nhà thờ cái nó im nó hỏi Father, Who dies? Ai chết vậy? Nó tưởng có khóc trong nhà thờ Cái nó đi rón rén vô nó nhìn mà. Dễ thương lắm Không ai chết hết đó Chúa Giêsu chết Cho nên người ta thương tiếc Người ta khóc Người ta ngắm Mới một cái giọng bi ai Buồn Thì có một cha xứ Ở miền Nam của tôi Ở Cái Mơn Đi lên số 38 kỳ đồng là đâu? Nhà sách của các cha dòng chúa cứu thế Mua cái quyển ngắm đèn mới in hình ảnh rất đẹp chữ rất rõ cha mua năm sau cuốn về kêu mấy ông trong ban thường vụ nhất là trong ca đoàn ai có giọng tốt lên đây giao cho một cuốn một cuốn một cuốn ông này ngắm ngày thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm các ông xem sách của tôi còn mới ông nào đem về mà con cháu nó làm bẩn tôi bắt lên sài gòn mua đền nghe chưa dạ thưa cha nghe đem về tập mấy em đem về tập rồi để lên bàn thờ cấm không cho trẻ con nó đụng vào nhưng mà hình ảnh đẹp trẻ con nhà quê nó thích xem lắm hãy mấy ông đi ra ngoài ruộng ở đây nó lấy nó xem có vậy thôi nó đâu có làm rách thế mà bố về là nó, nó bố về cất lên có vậy đến ngày thứ ba tuần thắm tuần tuần thánh tới phiên một ông lên ngắm cha xứ điều chỉnh âm ly ngày thứ ba thì ngắm quá sức sốt sắng Tôi không dám ngắm dài vì tôi không biết ngắm, nhưng tôi tóm tắt. Một ngày của Chúa quả là vĩ đại, nào là Chúa huấn luyện các tông đồ, Chúa chơi với trẻ con, Chúa cho người mù được thấy người què được nhảy như nai. người chết sống lại, vân vân. Và chiều về không bao giờ Chúa quên, lên đồi thanh vắng đi cầu. Cái khốn nạn là cái thằng thợ in, Đáng lẽ nó xích xích lại Nó đem chữ cụ chữ nguyện kế bên đi Nó xếp như vậy Thì thấy người ta hơi cười giống quý vị vậy đó Thì ông lật Ông lật qua Nhưng mà không ngờ Con cháu ông đã ăn bún đó. Nó dính mấy trang Chúa lên đồi thanh vắng đi cậu ông lật qua và ông đọc liền Máu và nước rồng rồng chảy ra Cái bà cụ ngồi hàng đầu bảo lại lại Chúa tôi Chúa bị kiết nặng quá rồi Chuyện cười nhưng nó làm tôi suy nghĩ chúa cũng có thể bị kiết là người thời đó mà không có thuốc nữa là chết thưa quý vị chúa vác thập giá và chúa không giỏi về marketing tức là tiếp thị bài tin mừng cha tuyên đọc hôm nay quý vị thấy không Ai muốn theo thầy Thường thì người ta muốn rủ người khác đi theo Thì phải dụ cái gì Nó hay hay, nó tốt tốt, nó sướng sướng một chút Tự nhiên ai muốn theo tôi Hãy vác thập giá mà đi Chúa dở thiệt Không biết quảng cáo Mà thật trong lịch sử Chúa dở thật Thiên Chúa tạo dựng hai ông bà Đầu tiên hai ông bà đều phản Cãi lời rồi Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, tuyển lựa rất kỹ, giáo dục trong 3 năm cuối đời, một ông chối, một ông bán. Coi giống như Chúa thất bại. Nhưng thật ra, ở trong toàn bộ tin mừng không tìm thấy chữ thất bại, cũng không tìm thấy chữ thành công. Quý vị về tìm thử đi, đánh chữ thất bại và thành công có trong tin mừng không? Hoàn toàn không có. Chúa không cần thất bại hay thành công chúa chỉ cần cái cố gắng và tình thương của mình. Cho nên chúa nói vác thập giá mà đi, nghe nó buồn buồn. Rồi ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì tôi cũng xấu hổ về người đó trước mặt cha tôi. Nghe nó ghê ghê phải không? Tóm tắt cái bài tin mừng hôm nay là như vậy. Bây giờ tôi vào đề Thế là tôi đã đi nhập đề hết 17 phút. Thưa quý ông bà, mùa chay là mùa trở về. Cảm ơn ca đoàn đã chọn bài trở về. Con nay trở về. Nhưng vấn đề trở về đâu? Tôi mời trở về với giáo huấn của Chúa Giêsu xu thôi. Tôi không mời gì khác. Tôi có câu hỏi. Nếu Chúa Giêsu -xu xuống thế làm người ở Việt Nam. À trước khi nói câu đó tôi hỏi lại quý vị làm sao để tội nguyên tổ của adam eva đừng xảy ra để tụi mình bớt khổ và sẽ không khổ làm sao câu trả lời rất dễ cứ chúa dựng nên ông adam và bà eva là người việt nam là hết có tội nguyên tổ tại sao con rắn xuất hiện là bắt ngay đem về ăn Hay làm gì có chuyện cám dỗ hết nói cho vui nhưng mà đã xong rồi <laughs> nếu như Chúa Giêsu là người Việt Nam xa hơn xa hơn chút nếu như Chúa truyền đạo ở Việt Nam thì người Việt Nam sẽ gọi Chúa là gì nên nhớ ở quê hương chúng ta hầu hết những người sáng lập một tôn giáo một môn phái một cái gì đó đặc biệt được công chúng ưỡng mộ và gọi là ông đạo phải không dựa trên một nét độc đáo nào đó mà có nickname kèm theo ví dụ ông đạo nhỏ là vì ông ấy mới 11, 12 tuổi mà óc thông minh lạ thường ông đạo ớt là vì ông ăn ớt ông tu hành bằng ớt ông đạo vuốt là vì ông chữa bệnh bằng cách vuốt vuốt này nè ông đạo vỗ đã có ông đạo vỗ là vì chữa bệnh ông vỗ là lành bệnh tôi không biết có lành không ông vỗ chỗ nào lành chỗ đó gớm chưa lại làm tôi nhớ tới trong công viên có một cặp trẻ mới yêu nhau thì có bà cụ bà ngồi bà đang lên bà ngồi kế bên thì thấy hai anh chị vừa ngồi xuống nhìn nhau đắm đuối đấy thế tôi rồi chị chị mới cất tiếng nói anh à em mỏi cái cổ lắm hồi nãy trước khi đi gặp anh em gánh nước cho nên giờ nó mỏi chỗ nào chàng hỏi đây này thế là bà cụ đang đang mà nghe hôn ơi ừ, cảm ơn anh em khỏe rồi ôi rồi chút nữa là nghe anh à, em mỏi vai này lắm là nghe lại khỏi rồi chút nữa em, em mỏi sáu ót này là nghe lại khỏi bà cụ để cái cặp cây đang len xuống đi qua cháu, cháu có nụ hôn thần kỳ, cháu hôn bác cái nha, bởi vì <laughs> anh chàng kia mới cũng thấy là của ai nói bác bác đau bệnh gì, bác đau trị cháu ạ. <laughs> Tôi đang nói tới ông đạo vuốt, ông đạo vỗ, rồi Ông Đạo Dừa, ông Nguyễn Thành Trung, kỹ sư Nguyễn Thành Trung ở Cồn Phụng, Tiền Giang, Mỹ Tho. Không phải là ông ăn dừa, tôi đi thăm rất thường và khi vào tù đã từng được nếm cảnh tù chung với ông Đạo Dừa. Ông có thích dùng bữa trong trái gáo dừa và ông ăn trong đó, ông uống nước trong đó và ông uống nước dừa, có vậy thôi cho nên gọi là ông đạo vừa vậy trở lại nếu Chúa Giêsu truyền đạo ở quê hương chúng ta đó quý vị Chúa sẽ được gọi là ông đạo gì khó ha có ai suy nghĩ lần nào chưa tôi cắt cớ tôi có hai chữ để đề nghị cho Chúa Giêsu là ông đạo đi và ông đạo yêu ông đạo yêu thì tôi không chứng minh đó quý vị biết hết ông đi đâu cũng rao giảng về tình yêu nhưng ông đạo đi Thật nè, đúng nghĩ coi. Ngài đi từ trời xuống thế. Một, trong dạ mẹ, Ngài đã đi thăm bà Elizabeth và ông Doan tiền Hồ. Ba, thở còn thơ bé, đã theo cha mẹ đi vượt biên bằng đường bộ sang Ai Cập. Bốn, sau khi Ai Cập ổn định khá lâu, thì nghe tin hôi Herode băng hà lại đi hồi hương. Rồi tiếp tục, lúc 12 tuổi, đi theo cha mẹ lên đền thờ và tự ý đi riêng một mình. Đừng bao giờ nói Chúa đi lạc. Đi lạc là không biết đường đi. Còn Ngài tự ý ở lại đền thờ. Đi riêng. Rồi sáu, trong ba năm cuối đời đi lang thang khắp hang cùn ngõ hẻm để rao giảng lời Chúa. Không có nơi tựa đâu. Bảy, cương quyết đi về Jerusalem. Tin mừng của cái tuần này đang nhắc tới cái giai đoạn đó là giai đoạn chót. Biết là về sẽ về Jerusalem sẽ chết mà vẫn đi. Tám hình phạt tuy rất là oan khiên bất công nhưng ngài tự mình đi tới chỗ để bị hành hình vác lấy cây thập giá. Chính hình thức tử hình là để tử tội không đi nữa cho nên mới đóng đình. Quý vị có thấy không? Mình đóng cái gì vô là để gió khỏi bay. Bây giờ để cái ông này không đi, ta đóng vào cái cây. Rồi, không xong. Thứ 10, chính ngày đã đi ra khỏi mồ. 11, trong 40 ngày, Ngài đi lên đi xuống từ Judea đến Galilee để củng cố các môn đệ của Ngài. Và cuối cùng 12, Ngài đi về trời. Vì thế, theo thiển ý tôi, Chúa Giêsu ở Việt Nam sẽ được gọi là ông đạo đi. Nói cho vui. Nhưng trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu là hãy yêu thương nhau như chính thầy yêu thương anh chị em và hãy tha thứ mãi, không phải chỉ bảy lần. Đó là dấu chỉ của sự yêu thương suốt đời. Ngài đi tìm con chiên lạc cũng chỉ vì yêu thương. Bằng chứng thiết thực, Ngài đi tìm ông Thomas không phải vì một ông tô ma cứng lòng tin rồi ngày có mười ông kia nữa mười juda đã chết rồi thì mười một người tô ma bỏ đi còn mười người mười người đủ rồi nếu mình làm một người bình thường thì lấy đa số rồi còn thiểu số thôi thì kệ đi không đối với chúa không có đa số hay thiểu số một thiểu số không đáng kể đối với mình rất đáng kể dưới ánh mắt của chúa chúa đi tìm ông tô ma Chúa đi tìm cái người bị tử hình bên cạnh Chúa. Hay thưa quý vị có để ý không? Cái người mà mình quen gọi là người trộm lành. lai Chúa trộm mà lành à? Có con trộm nào lành không? Cái chữ lành là mình khen ngợi anh ta được phúc. Đáng lẽ phải nói người tử tội được phúc. Mà sao dịch sao hồi ra trộm lành? Nhất là tôi tin rằng chế độ La Mã nó không xử tử hình những người ăn trộm nó đánh roi mà nếu nó bắt ba lần nó chặt ngón tay chứ nó không tử hình đây phải là trường hợp nặng cướp của có giết người và đã xảy ra hai lần trở lên nó mới giết vậy mà chúa vẫn đi tìm anh đó mà. chúa cứu ảnh chúa cứu đố quý vị có vị thánh nào được tuyên thánh khi còn sống không cái ông này này Lúc ông còn sống Chúa đã hứa Ngày hôm nay anh đi sẽ vào thiên đàng với tôi Có phải là chính Chúa tuyên thánh không? Đâu có vị thánh nào được chính Chúa Giêsu tuyên phong Giáo hội tuyên phong sau khi mình chết rồi Riêng cái ông này lại được Có dịp chiều mốt tôi sẽ trở lại Trong các bài chia sẻ của thánh lễ Về cái cuộc trở lại chớp nhoáng cái ngày trở về chớp nhoáng của cái người bị tử hành bên cạnh Chúa Giêsu. Rồi nên nhớ Chúa đi tìm hai môn đệ đang chán nản bỏ đi về làng Mau Rồi Chúa đi tìm ông Gia Kêu. Chúa đi tìm. Chúa yêu thương, Chúa không có bỏ rơi. Nhiều lần ông Phêrô chối Chúa đến ba lần, Chúa không không bỏ ông. Phục sinh xong, Chúa bày bữa ăn sáng và Chúa hỏi ông Phêrô tất cả chỉ vì yêu cho nên tôi tin rằng Chúa Giêsu là ông đạo yêu ở bên cái xứ Tây úc của tôi có một bác đọc chia sẻ bài tin mừng ở trong nhóm Legio trẻ đó mà bác thì cũng lớn tuổi rồi mà cũng bị phát âm của một cái vùng ở miền Bắc đó Bác đọc xong bài tin mừng, các bạn trẻ thích lắm nó ồ chúa lãng mạn, nhiều bộ bịch quá. Biết tại sao? Bảy đọc thế này, thế là Chúa bỏ nàng này đi sang nàng khác. <laughs> nhiều nàng quá đi. Bỏ làng nữa nè Chúa đi từ làng này qua làng khác. Vậy trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu là yêu thương tôi mời quý vị đi vào đề tài chính hôm nay là chúng ta mất hết 27 phút. Mà hãy cứ một tiếng thì mình nghĩ một chút để xả nước cứu thần. Đề tài chính hôm nay của Luca chương 10, 29 đến 37. Rất dễ nhớ. Chúng ta nghe hàng trăm lần rồi. Hôm nay tôi mời dưới sự mổ xẻ của cha Du Xe Nguyễn Thế Thuấn dòng chúa cụ thể. Tôi dùng những tâm tình của Ngài tôi gom lại thành cái bài. Nên nhớ, có một người thông luật đứng lên hỏi thử Chúa Giêsu gạch đích chữ thử. Bởi vì hỏi có ba cách, hỏi để biết, hỏi để thử và hỏi để thách. Ghê không? Ông này ở trường hợp thứ nhì hỏi để thử, chứ không cần biết, chứng tỏ ông biết rồi. Mà hỏi thử xem người kia có biết không Rồi cái ghê nhất là hỏi để thách đó. Thưa Thầy Tôi phải làm gì Để sự, sự sống đời đời Làm gia nghiệp Chúa Yêu Sư hỏi Ông à trong luật viết gì Ông ấy thưa liền Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi Hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực Hết trí khôn của ngươi Và ông ấy khôn ngoan thêm và yêu thương người thân cận như yêu chính mình. Chúa Giêsu khen liền, ông trả lời: "Đúng lắm, cứ làm như vậy đi và sẽ được sống đời đời." Nhưng ông thấy thấy Chúa trả lời như vậy thì muốn biện minh là mình có lý, cho nên ông mới hỏi thêm: "Thưa thầy, ai là người thân cận của tôi để tôi thương?" Ghê ha, khó trả lời. Thưa quý vị, theo truyền thống của hội đường Do Thái, luật của Do Thái gồm bao nhiêu điều? Dạ thưa, 613 điều. Mình có 10 cái điều luật của Chúa, 6 điều luật hội thánh thôi. Có 16 thì mình đã ngất ngư rồi. Mà do Thái đến 613 điều gồm có 365 điều cấm, 248 điều khuyên. Dễ nhớ lắm, 365 là số ngài trong năm 248 là cái gì? Số xương trên cơ thể một người. Trời ơi giữa một rừng luật như vậy mà hỏi điều nào trọng nhất trong luật mai sen. Chúa Jesus trả lời liền, Chúa dùng một câu trong cái kinh người Do Thái gọi là kinh Shema mà người Do Thái nào cũng thuộc. Mà ông ấy vừa mới nói đó. Kinh mà người Do Thái nhất là có tuổi khôn là phải học với cha mẹ, là vào hội đường là đọc. Chúa Giêsu đã ghép thêm cái điều luật kế tiếp của luật Mai sen thành một. Cái ông thông luật ông chia làm hai, ông dùng chữ và Chúa Giêsu ghép lại làm một. Cho nên mọi điều cấm, mọi điều khuyên trong 613 luật đó bắt nguồn từ tình yêu mới đúng và sẽ phải quy về tình yêu mới gọi là đẹp lòng Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu nói để trả lời cho ông bằng cái dụ ngôn mà ai cũng biết. Trong hoàn cảnh lịch sử của người Do Thái lúc đó, một người bị cướp nó đánh trên đường từ đi Jerusalem đi Jericho. Ai đi hành hương đất nước Do Thái rồi tôi tin nhiều ông bà đi. Vậy từ Jerusalem đi Jericho bao nhiêu cây số? Ai biết có thưởng? Ai trả lời chúng Tôi nhờ ông chủ tịch cổng đi một vòng chơi <laughs> Nam nữ bất luận Nói cho vui tôi cho anh, Hào tội nghiệp Nó không, không có cổng không có ai đó Nó thật sự 27 cây số Mà đường rất khúc khuỷu ngoằn ngoèo Nhất là hiểm đèo Có những khúc quanh rất gắt Đây là vị trí thuận lợi Cho những băng đảng trộm cướp Hay những đám thảo khấu Tức là cướp ngài mà lúc ấy chắc quý vị biết ít người nói chuyện này tôi bàn là nước do thái trở thành thuộc địa của đế quốc roma thì tình hình chính trị trong nước do thái lúc đó phân ra ba lập trường rất rõ một cộng tác hoàn toàn với ngoại bang với la mã trong đó có những người thu thuế đi chỉ điểm bởi vì người đồng hương tôi biết này giàu Tôi nói cho La Mã tới thu thuế Tôi định một mức thuế cao hơn Rồi tôi ăn hoa hồng Ví dụ 10% Cho nên người Do Thái ghét người thu thuế là vậy Gọi họ là những kẻ bán nước hại dân Thứ hai Thái độ hoàn toàn chống đối kịch liệt Gọi là nhóm nhiệt thành và yêu nước Thứ ba là cái nhóm hàng phục một cách thụ động, chờ thời mà những người gọi là ái quốc hay nhiệt thành đó thì đánh thẳng tấn công thẳng vào la mã dĩ nhiên la mã nó hùng mạnh hơn tổ chức quân đội nó chặt chẽ hơn nó diệt mà mỗi lần thua họ rút vào trong vùng núi đây là cái vùng mà họ ở quý vị hiểu tổ chức các cuộc khởi loạn không thành công thì phải đi kháng chiến trường kỳ theo lối đánh du kích đánh lén vì thế quân cướp mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là loại quân cướp bình thường mà là những du kích quân kháng chiến nói trên. Họ phải cướp để nuôi quân, để gây dựng lực lượng cho việc chiến đấu lâu dài. Những người bị cướp nếu là người Do Thái thì không bao giờ bị giết. Rõ ràng không? Bởi vì cùng Do Thái với nhau. Nhưng mà những người nước ngoài thì họ giết. Trong trường hợp này, người bị cướp chắc chắn là người Do Thái. Chúa Giêsu kể đó, nhưng mà có lẽ vì ông ấy kháng cự cho nên bị họ đánh như tử. Ở đến đây, tôi có câu đố nữa. Chết vì điện thì gọi là gì? Điện tử. Chết vì bị bị trúng gió, cảm tử, bị cảm chết, có gì lạ đâu, chết trong chùa tự tử tử là chùa đừng nói dài chết vì bị vợ đánh ai nói trúng nhừ tử <laughs> cái ông này bị đánh nhừ tử đến trọng thương thì đến câu ba ba bà, những người đi ngang qua đó nếu không phải là người do thái thì không những có thể bị cướp mà bị đánh nhừ tử giống như vậy huống hồ là cái ông này là người ngoại bang, người Samaria là kẻ thù của người Do Thái, vậy mà Chúa Giêsu đặt câu chuyện cái ông đó chấp nhận hiểm nghèo để đi chậm lại để cứu nạn nhân. Cái đó nó nếu mình hiểu mình mới thấy nổi bật cái tính cách đòi hỏi của Chúa Giêsu. Một người đáng lẽ sẽ phải bị giết nếu cái quân cướp nó nhìn thấy nó giết liền. Vậy mà chậm ở lại trong khi thầy tư tế viễn cớ vì luật đụng đến máu là bị ô uế không cứu nạn nhân thầy lê vi cũng vậy vì luật bỏ đi còn một người ngoại bang liều mình ở lại để cứu nạn nhân ở cái nơi hiểm nghèo này đáng lẽ ông phải cao bay xa chạy tại sao ông lại ở lại câu trả lời lúc đó ông có một tấm lòng hay ông thấy nạn nhân thì chạnh lòng thương cái chữ chạnh nó xưa rồi Nhưng mà nó nói lên nhiều cái hay lắm Thưa quý ông bà Chạnh có nghĩa là cảm thấy xót xa trước Rồi động lòng Phải làm cái gì Để tiếp hay để cứu Xót xa trước Cái mà mình có thể dịch là Lòng xót thương Trong phúc âm biết bao nhiêu lần Chúa chạnh lòng thương Bản dịch từ xưa đến nay Hiện tượng chạnh lòng thương mà chúng ta gặp nơi Chúa Giêsu ví dụ Matthew chương 9 câu 36 thấy dân chúng Chúa nói họ bơ vơ nhưng con chiên không có người chăn Chúa chặn lòng thương thấy dân chúng ở nơi hoang địa chiều vắng Chúa chặn lòng thương làm phép lạ quá bánh ra nhiều ở Luca chương 7 câu 13 Chúa thấy người quá phủ ấy Chúa chặn lòng thương và nói, bà ơi đừng khóc nữa. Con trai của bà sống, đó là con trai duy nhất của bà quá ở Naim. Chúa chạnh lòng thương. Chúng ta thường gặp sự chạnh lòng thương trong các vụ ngôn mà Chúa Giêsu dùng. Ví dụ, trong vụ ngôn đòi nợ, người thứ nhất tới ông chủ tha vì chặn lòng thương, tha hết. Nhưng cái anh đó đi ra lại không chặn lòng thương người bạn của mình mắc nợ ít hơn. Luca 15, anh ta là người con thứ bỏ nhà ra đi. Còn ở đằng xa, cha anh trông thấy ông chặn lòng thương, chạy ra ôm cổ anh, hôn lấy hôn đệ. Còn nhiều lắm. Có một hiện tượng gọi là chặn lòng thương trong đời sống nhân loại. Đó là hành động của con người cảm thấy sống cái mối dây liên đới với người khác. Tại vì nhắc tới quá phụ, tôi đố quý vị cho vui. Hai vợ chồng đang sống với nhau, thì người chồng qua đời, xã hội gọi người phụ nữ đó là gì? Quá phụ, rồi có nhiều người giỏi việc, không quên tiếng Việt. Ngược lại, hai vợ chồng đang sống với nhau, người vợ qua đời, xã hội gọi người đàn ông là gì? Quá đã, Tôi trả lời luôn để khỏi suy nghĩ Sao lại cười Hầu như cũng đúng chứ không sai Thưa quý ông bà anh chị em Chúa chặn lòng thương chúng ta Chúa hỏi là chúng ta Tôi Hồng Có biết chặn lòng thương người khác không Nhiều khi không dám trả lời bởi vì mình không thương Ghê quá Chúng ta thấy Chữ chạnh lòng thương Là cơ hội để thúc đẩy mình làm cái gì Mà nếu mình không làm Cơ hội nó đi qua Đời đời không trở lại Tôi nhớ Cái câu của ông Chu Hy Nói ở đời có ba điều đáng tiếc Một là hôm nay bỏ qua Hai là đời này không học hỏi ba là cứ tin rằng thân này lỡ hư rồi. Thì tôi giải thích theo kiểu của tôi. Đời này có có ba điều đáng tiếc, một là hôm nay bỏ qua là lãng phí thời giờ. Cái gì cũng nó thôi để mai là thôi để mốt là thời giờ nó qua nó không trở lại. Điều đáng tiếc thứ hai là không có chịu học hỏi, không phải học trong trường, học một nghĩa cử thật đẹp của một em bé. Khi nó nhặt được một đồng đô la nó đến nó nói với tôi đồng này không phải của con cha trả lại cho người chủ tôi biết ai mà trả tôi nghĩ nó có quyền giữ chứ là bởi vì nó nhặt mà không giữ mình học có khi mình nhặt được là mình bỏ túi đó là vì của mình mình học không phải học chữ mà học một cách sống rồi cái điểm thứ ba nếu mình, cái điểm thứ hai, nếu mình không phát triển những trí thức và kiến thức của mình, thì mình sinh ra một cái khối não bao nhiêu đó. Mình chết, nó vẫn còn nguyên. Tiếng Việt gọi là Nguyễn Y Vân, là vẫn y nguyên. Hay là, đố ai biết còn một chữ nữa, vũ như cảnh, vẫn như cũ. Ừ. Tôi tin rằng, theo thách y khoa, tế bào não từ 25 tuổi trở lên Cái nào không có function Không có việc làm Bắt đầu từ 30 tuổi Nó tự hủy, nó trôi ra Cho nên nếu mình không nhớ một cái gì Vận động một cái gì Những tế bào thất nghiệp đó sẽ chết Trôi ra Mình mất trí nhớ sớm Đi vào Alzheimer sớm lắm Dementia nữa Nếu mình chịu khó Chơi cờ cũng được Nghe nhạc rồi học thuộc lòng cho vui cũng được karaoke cũng được xem phim tập cũng được nhưng đừng bắt chước cái cách nói trong phim tập nó kỳ lắm nói thật đó tôi nhái tôi nghe tôi cảm ơn phim tập là vì nhờ phim tập mà giới trẻ bên úc nó biết tiếng việt nó thấy cha mẹ xem rồi thấy cũng vui nó xem nó học tiếng việt nhưng cái nhịp nói không phải nhịp người việt quý vị ơi nghe nè hai anh chị chia tay nhau ở bến đò cao luôn hồng kông một người từ lục địa đi qua Hồng Kông làm việc thì người con trai nói anh biết mà em đi sang đó sẽ có người săn sóc cho em <laughs> người Việt đâu có nói cà giật cà dứt như vậy rồi cô kia cũng nói anh nói thiệt là phải phải <laughs> rồi anh chàng này cảm thấy cảm động mới nói em à em em hãy gả em cho anh đi <laughs> làm gì có cái chuyện con gái đi gả mình cho con trai cha mẹ gả nhưng mà cô kia trả lời vui không? Em cũng muốn lắm Nhưng mà sợ ba má không cho phép Quý <laughs> vị thấy có giống như Hồng Kông không? <laughs> cũng vui vui Nhưng mà rõ ràng Chúng ta thấy ở đời có ba điều đáng tiếc thật Thứ nhất Thứ nhì, thứ nhất, lãng phí thời gian. Thứ nhì, lãng phí trí óc Nếu mình không dùng, nó mất. Và thứ ba, lãng phí niềm tin. Mình tin rằng mình không làm được Vì không bao giờ mình làm được Mình cứ nói lỡ rồi Già rồi Làm gì được Là mình mãi mãi thiệt thòi Có thể người Tây Phương Họ vẫn còn cái ốc Để hiếu học, để làm Và họ dám chấp nhận thử thách Còn tội nghiệp người Việt mình Thôi yên thân cho rồi Bây giờ mà đi học lái xe Còn lâu <laughs> Lúc mới qua Mỹ Ba mấy tuổi không học bây giờ đi đâu coi như cụt chân cụt cẳng còn ai kiên trì học mấy bà đó vẫn lái xe vui vẻ tại mình ngại mình nói lỡ rồi là mình đánh mất niềm tin ba điều thôi trong khi đó tôi có ba điều khác để nói một khi nó xảy ra trong đời không bao giờ nó trở lại thưa quý vị một là thời gian ai cũng biết cái giây phút hồi nãy quý vị ăn cháo Mãi mãi nó không trở lại nữa đâu Mãi mãi đi rồi Lần sau mình ăn Nếu cũng đứng chỗ đó Cũng cũng cháo người khác nấu Vị khó khác Cái tô cũng khác Cái người đứng bên cạnh mình cũng khác Tâm trạng mình cũng khác Không bao giờ mình sống lại được Cái giây phút đó nữa Điểm thứ hai Sau thời gian là lời nói Một khi nói ra rồi Không bao giờ chạy theo để bắt nó lại được nó phát ra rồi nó đi vĩnh viễn nó có thể làm tổn thương cho người khác kéo lại cũng không kịp ông bà mình nói nhất ngôn ký xuất tứ mã nang truy thế mình dịch làm sao vậy một lời đã nói ra bốn con ngựa đuổi ông kịp phải không thưa không tứ tứ mã là cái xe của hoàng đế do những con ngựa chiến nhất nó kéo. Không phải bốn con đâu, do cái con ngựa tứ đó, nó kéo. Mà nó đuổi còn không kịp nữa. Mình hiểu ra cái mình thấy, ồ, quá ra đúng. Phải canh chừng lời nói của mình. Mà một trong những kỹ thuật để canh chừng lời nói là ồ, quay lưỡi bảy lần trước khi nói để khỏi hớ. có một người gửi cho tôi một cái clip rất hay để tôi học. Nói linh mục người đó không có tôn giáo, không có cùng đạo với mình. Tôi không dám gọi người đó bên lương đâu. Thưa quý vị, tại sao? Chúc tôi giải thích. Chữ lương tôi không dùng. Tôi nói đồng hương nhưng không đồng đạo. Tôi cũng cắn từng chữ ra lắm á. Vậy thì người đó nói đây, đây là cái mẹo để linh mục không có bao giờ hớ. Và điểm nhất, nếu có chuyện tranh cãi hay bực tức với người đồng đẳng, đồng nghiệp đồng tuổi đồng sức thì quay lưỡi bảy lần thôi bảy lần rồi nói nếu nó đồng nghiệp đồng sức nhưng nó to cao hơn quay hai chục lần bởi vì nói hớ nó quánh nếu nó là ông sếp quay năm chục lần rồi nói thôi mất việc nếu nó là khách hàng quay một trăm lần khách hàng là chúa mà chứ chúa mà nếu nó là vợ mình quay mãi đừng nói Và nếu nó là chồng mình khỏi cần quay Nói tua xua luôn Thưa quý vị tháng này tháng Tháng 2 Tháng 2 là tháng chị em phụ nữ nói ít nhất đó Vì có 28 ngày à Trở lại Hồi nãy tôi nói là Cơ hội nó đi qua Nó không bao giờ trở lại thì cái điểm thứ nhất là thời gian đi qua cũng không trở lại lời nói đi ra cũng không trở lại và nhất là cơ hội cơ hội để nói một lời động viên một đứa con mà có khi mình bệnh quá mình lười quá nó qua mất vĩnh viễn thưa quý vị cơ hội để nói một lời xin lỗi để lương tâm mình được giải thoát cái mình chần chừ nó qua nó không trở lại nữa đâu cơ hội để ra tay giúp một người mà mình chần chừ mất nhưng tôi cũng đã có lần rất nhanh nhẹn giúp bị hớ hồi tôi mới đi tù về đạp xe đạp lên dốc cầu thị nghè quý vị biết nó hơi cao cao thôi tôi thấy một cái anh thồ hai cái bao thang mỗi bao 100 kg họ chất hai bên đó rồi anh lăn kền ra mà anh dựng lên không nổi là vì nó 200 kg thế là anh đang lay quay như vậy tôi tới tôi 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 đỡ lên ảnh cái nó cảm ơn cảm ơn khỏi cần hồi nãy cũng có một thằng nó đỡ nó xỏ dép tôi nó đi mất rồi cái tôi nói với ảnh tôi đang có dép anh nhìn anh nó ở được muốn giúp thì giúp mà anh còn đang tức thằng kia nó cái khốn khổ của cảnh nghèo nó nằm ở đó thưa quý vị đôi dép của cái người đang hoạn nạn mà nó cũng mang đi nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, mình còn 5 phút nữa mình nghỉ một chút, không sao đâu. Tôi trở lại chủ đề vị tư tế và thầy Lê Vi trong vụ ngôn của Chúa Giêsu Họ đã có biết bao nhiêu cái lý để họ biện hộ cho hành động của họ. Nhất là theo luật họ trúng hoàn toàn nhưng luật vị nhân sinh chứ không phải luật chèn ép con người điều đó khó giải thích luật được làm ra để bảo vệ con người chứ không phải luật làm ra để giam hãm con người cha du xe nguyễn thế thuấn tâm sự tôi thà làm phường tội lỗi như cái người samaritano kẻ bị coi là lạc đạo, rối đạo, phản quốc và đủ thứ tội lỗi mà biết chặn lòng thương người khác còn hơn là làm vị tư tế hay cái ông thầy Lê Vi mà không còn biết chặn lòng thương. Cha Thuấn viết mạnh ấy. Quý vị biết cha Thuấn chết khoảng tháng 4 năm 75 ở Di Cha bị cộng sản cuốc một cuốc vào óc. Rồi đem vùi chôn sau cái nhà thờ Gia Đình. Cha viết tiếp, tôi thà như vậy còn hơn thực sự lúc bấy giờ tôi đụng chạm tới tin mừng. Bởi vì nếu tôi chặn lòng thương thì tôi không thể hành động như ông Tư Tế và Thầy Lê Vi. Họ có những suy tư thật kỹ lưỡng, đúng, thật hợp pháp, đúng, nhưng không hợp tình. Họ kỹ lưỡng để giữ đạo, mà họ giữ bo bo như một pháo đài hay một kho tàng mà họ không dám bung ra để tỏ ra yêu thương. Tôi thà làm phường tội lỗi hơn là làm những vị tu trị kia. Nó ghê quá vậy. Cho nên cha nói nếu tôi phải làm việc nghĩa và vì cấp tốc, cấp bách phải cứu một người đó là việc nghĩa. Tôi chọn việc nghĩa hơn là tuân theo luật. Có thể sẽ có những người bảo thủ chống. Nhưng theo tôi, Chúa Giêsu làm vậy. Trong ngày sa bát giữ luật, Ngài không giữ chữa bệnh. Đến nỗi biệt phái kết án liên tục và họ chỉ rình bao nhiêu đó thôi. thấy rõ ràng. Tôi chiết tự chữ nghĩa bên tiếng Hán Việt rồi Thưa quý vị, Tại vì tôi cứ hai chiếc tự kiểu đó Rồi mấy bà bên Tây Úc nói Ông ấy hán rộng lắm Nghe nó gớm thật á à? Chữ hán Mà bà đọc thành chữ hán Cái chữ nghĩa nó gồm có chữ Mỹ Bỏ chữ đại Để chữ ngã ở dưới Chữ ngã là tôi Bản ngã Chữ Mỹ là cái đẹp Chữ Mỹ nó muốn đẹp, nó phải có chữ đại, là tự cao tự đại. Bây giờ lấy chữ đại bỏ ra để chữ nghĩa, chữ ngã ở dưới, đọc là nghĩa. Có nghĩa là thấy cái đẹp, cái việc cần phải làm, thì quên mình bỏ cái tự cao tự đại, đặt mình ở bên dưới mà thực hiện. Đó mới là việc nghĩa. Nó hay vô cùng cái chữ bẻ ra, mình rất dễ nhớ nữa. Cho nên nếu mình làm mà còn tính toán, đâu gọi là việc nghĩa quên mình mà mất tự cao tự đại chúng ta thấy con người càng là con người bao nhiêu thì càng thấy cái sự liên đới với người khác là quan trọng và mở rộng biết bao nhiêu nếu chúng ta tách ra một mình chúng ta bớt là con người à, đó là nhận xét rất tinh vi của cha thuấn không phải của tôi tôi đồ đệ của ngài tôi mê ngài lắm được học với ngài mấy năm, biết bao nhiêu kiến thức về kinh thánh và người ta thẩm định được con người là một con người khi người đó còn biết cảm thương với đồng loại. Hay ha, nghe rất đơn sơ nhưng nếu mình nhìn và mình thấy như vậy thì mình phải có suy nghĩ thôi. Tôi kể câu chuyện này nó có liên can để mình kết thúc nghĩ giải lao đó là. Cha xứ bên Úc có một cha hệ sáng lễ Chủ nhật 9 giờ thì 10 giờ 15 là xong. Ngài ra chào giá dân ở dưới cái cửa chính đó. Rồi Ngài ngồi ở cái băng để phơi nắng một chút. Thì hôm buổi sáng Chủ nhật đó Ngài thấy có một thanh niên đẹp trai. Đẹp trai kinh khủng đang ngồi đọc báo. Ngài đến cúi đầu chào không muốn phải rầy ảnh vì anh đang đọc báo. Thì anh ta cũng chào lại rồi Ngài ngồi xuống. Chừng hai ba phút sau Từ phía dưới phố Có một anh thanh niên đẹp trai hơn Cao lớn hơn Vác cái bao trên lưng Cái bị đó Đi lên Rồi nhìn hai người Thì Linh một chào Anh ta cũng chào Rồi cái người thanh niên kia Cũng ngước lên chào Anh ta cũng chào Và anh ta bắt đầu hỏi Tôi xin lỗi nha Anh bị cà lâm Anh 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 Bế 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 Đường đi 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 Nhà ga không Anh kia nhìn lên Rồi cúi xuống Đọc bao tiếp không chạnh lòng thương ông cha nghĩ vậy đó nó đã bị bệnh nó tội nghiệp nó mở miệng ra là nó mắc cỡ Thì anh kia hỏi là A, anh 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 có 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 biết không thì nó nói nó nói giùm nó, nó. đi Này ngó cúi xuống rồi anh ta bỏ đi bực mình lắm đi tại vì thấy linh mục mặc áo linh mục nó không hỏi nó đi khá xa rồi linh mục nó hỏi này con sao con không nói con có biết đường không sao con không nói cho anh ta biết con không giúp anh ta con 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 mà nói nó nó tưởng con nhái nhái nó nó đánh con chết chết bà luôn trong trường hợp này nên im lặng phải không? thưa thưa quý vị nó vui vui đó. kính mời quý ông bà và anh chị em ngồi trước khi tiếp tục đề tài có một câu hỏi của một bác viết chữ rất đẹp đưa lên đây tôi đọc nguyên văn thưa cha xin giải đáp một thắc mắc khi đi cấp cứu nhân viên bệnh viện đặt ống thở cho bệnh nhân thở sau đó bác sĩ nói bệnh nhân đã chết não và tim đã ngừng đập nếu rút ống ra bệnh nhân sẽ ra đi bình an nhưng người nhà thì lại nói rút ống thở ra là giết người là có tội. Như vậy làm sao là đúng? Cứ để vậy hay để rút ống ra? Tôi theo nguyên văn chữ thì tôi nói rút được, tại vì bác sĩ nói tim đã ngừng đập. đó còn bàn cái gì nữa? Viết ở đây đúng chữ nè, tim đã ngừng đập. Thì đâu còn gì nữa mà để mà khám nghiệm nữa. Còn nếu tim còn đập thì tôi sẽ trả lời theo như chủ trương bảo vệ sự sống của giáo hội thì không được phép rút ống ra, không có quyền gọi là trợ tử giúp cho anh ta chết. Nhưng theo bản văn này thì tôi trả lời ngay, tim đã ngừng đập thì cứ việc rút. Hay nó tiêu tôi không biết trường hợp thật nó làm sao, nhưng viết ở đây làm sao thì tôi trả lời vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúng ta nghe hai lần bài hát của ca đoàn có cái chủ đề được lặp đi lặp lại trở về. Tại sao trở về? Cái chủ đề chính của mình là trở về đâu? Tôi đang mời trở về với lời Chúa nói về yêu thương, nhưng tôi đặt lại câu hỏi tại sao phải trở về? Theo sách sáng thế tôi không nói sách sáng thế ký vì ký là cuốn sách nó dư chữ thiên chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của ngài không như những tạo vật mà chúa tạo nên trong năm ngày trước không bao giờ chúa nói hãy dựng nên đất đá giống hình ảnh ta dựng nên thảo vật thực vật và xúc vật giống hình ảnh ta đến ngày thứ sáu chúa mới nói nào chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Nhưng sau khi xa ngã vì tội nguyên tổ, con người quên mất Thiên Chúa là cha mình, điểm thứ nhất. Con người cũng quên luôn mình là anh chị em với nhau. Nhất là con người đánh mất hình ảnh là Thiên Chúa nơi chính mình. Mình là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên con người đã làm gì để cái hiện trạng này xảy ra và vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay tôi hỏi một cách tích cực hơn chúng ta có thể làm gì để đảo ngược cái tình hình này chính là ngôi hai thiên chúa đã xuống thế làm người để mở đường để dẫn lối để đi trước và rồi đồng hành trợ giúp chúng ta để từng người chúng ta được kéo trở về với thiên chúa để biết chúa là cha để biết anh chị em mình là con một cha để biết mình là hình ảnh của Thiên Chúa thật đáng sống. Tôi đọc một cái lời nguyện thật đẹp trong một căn phòng mà tôi ở tạm hôm tuần rồi. Xin Chúa cho con lòng can đảm để thay đổi khi con có thể đổi thay can đảm để dám thay đổi. Lạy Chúa nhưng xin ban cho con lòng thanh thản và yên hàn để chấp nhận những gì con không thay đổi được mà vẫn bình an chấp nhận. Nhưng lạy Chúa xin ban cho con sự khôn ngoan để nhận ra sự khác biệt giữa chấp nhận và can đảm. Lạy Chúa xin ban cho con lòng dũng cảm để đừng bỏ cuộc bao giờ. Nghĩa là những gì con nghĩ là đúng ngay cả lúc con cảm thấy vô vọng nhất vẫn còn có chúa giúp con cái lời nguyện thật đẹp có những tình huống mình không thay đổi được mình bực tức mình trách mắng có được gì không thưa không trong hoàn cảnh ở tù tôi biết cái đó không thể đổi gì khác cái tai còng cái chân cùm không làm gì được hết nó ngộp thở muốn chết nhưng rồi từ 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 giống như đức hồng y cố hồng y nguyễn văn thuận ngài viết tôi trách chúa sao lại để tôi trong hoàn cảnh này bị nhốt tạm ở cây vong không xa nhà thờ đá nha trang bao nhiêu ngài nghe tiếng chuông nhà thờ đá nơi mà ngài có cái tòa giám mục có cái ngai giám mục để ngồi đó ngài nói lại chúa con là một mục tử còn trẻ sao chúa lại nhốt con vào đây con không làm gì được nữa con trách chúa buồn trách rồi ít lâu sau giống như một tiếng nói ngài mới sực nhớ rằng chúa hỏi con cần việc làm cho ta hay con cần ta rất nhiều người chúng ta cảm thấy mình phải làm cái gì cho chúa nhưng mà mình không cần chúa tại vì mình làm thì mình cảm thấy mình có công. Mình có công thì mình thấy mình tự tin. Và mình dám khoe cho Chúa, bởi vì mình đã có dân rồi. Cho nên rất nhiều người dân cúng điều này điều nọ thật tốt nhưng nếu có hậu ý rằng để được Chúa ban thì tôi lại thấy sợ sợ. Cái chuyện cười sau đây, có một cô mới sang Úc là Chúa Xin cho con thi đậu bằng lái xe đi để con đi đâu khỏi nhờ ai hết. Con hứa dân cho Chúa 500, 500 đô Úc cũng bằng khoảng 400 đô Mỹ. Thời đó, Chúa cho thi đậu. Cái tới nói lại Chúa đóng tiền thuê xe nè, trả tiền instructor, thôi Chúa nhận đỡ trăm thôi. Bỏ vô thùng trăm Chúa im, Chúa đâu nói gì nữa Ít tháng sau lên nhà thờ Lại Chúa xin con dân hai ngàn Nếu Chúa cho con tìm được cái nhà Sát cái shopping center Sát nhà thờ Chúa cho Mua được căn nhà Vừa ý Vừa giá nữa Vô nhà thờ quỳ lại Chúa Đóng tiền nhà rồi tiền agency Đồ này kia Thôi Chúa nhận đỡ 800 thôi Chúa cũng không nói gì đó. Chúa ờ ừ, lấy Rồi có nhà có xe rồi Là Chúa cho con tìm được Một cánh tùng Một cái cây tùng là một người chồng đó để làm con làm nơi nương thân cho con con dân chúa ba nghìn bởi vì cái này quan trọng ghê chưa rồi cũng tìm được một người thanh niên đẹp trai ưng ý hai bên tìm hiểu làm đám cưới đám cưới xong lên một mình cô ấy nói với chúa là chúa tụi nó đi ăn tiệc mà nó đóng hụi chết nó đóng không đủ tiền sở hụi nó bỏ phong bì mỏng quá Chúa ơi Rồi phải trả tiền nhà hàng Lỗ con hứa Chúa mấy ngàn Nhưng con xin Chúa nhận đỡ một ngàn thôi Chúa cũng ừ. không nói vậy đó. Ít tháng sau Người chồng dở thói vũ phu Trong một lần say rượu về Đánh cho cổ một cái Đào quá lên bàn nhà thờ nói Chúa cái gì con xin con cũng dân Tại sao Chúa lại để con bị như vậy Trong nhà tạm có tiếng trả lời tiền nào của nấy nghe con đó là tôi đặt ra cho chúa không có nói vậy đâu chúa đâu có chấp những cái chuyện đó nhưng riêng con người sẽ chấp con người hay nhìn lễ vật nhìn của lễ để rồi đánh giá tình cảm không đúng tình cảm giống như câu chuyện em bé nó thương con chó con chó thương nó tình yêu thật không đánh giá tiền bạc cho nên cái mối dây liên kết giữa vợ và chồng ra sao tôi không biết để mến mức độ nào đó mà hai người phải đi đến ly thân có còn liên đới với nhau không thấy sợ tôi thấy sợ trước cho cái hoàn cảnh đó chúng ta tôi trở lại tiếp mùa chay là mùa trở về thì đúng đời người là một cuộc trở về liên tục cái chu kỳ sinh lão bệnh tử nó cứ đi xoay tròn trong vũ trụ. Sinh ký tử quý, sinh ra để gửi, tử mới đi về, lá rụng về cội, vân vân. Lời mời gọi sám hối, tức là trở về, là sứ điệp mùa chay mà hôm qua mình đã vào mùa chay. Chúng ta bước vào mùa chay rồi, theo tôi hiểu, đó là lời mời gọi trở về của đứa con hoang đàn đã bỏ cha trở về của ông tô Ma, sau khi nghi ngờ trở về của những môn đệ đi làng ê mau chán nản bỏ cuộc trở về của maria Magdalena, trở về của ông gia Kêu, người trưởng ti thu thuế trở về của người bị tử hình bên cạnh chúa trở về của ông phêrô tất cả đó là cuộc trở về của mình của tôi của từng ông bà anh chị em cho nên chúng ta trở về là hợp lý Bởi vì tại sao tôi có thể hiểu rằng Linh mục giọt siêu Là một linh mục của giáo hội Đông Phương Ở Paris Ông viết cái quyển giờ thứ 25 Và ông nói mọi người phải trở về Tại sao? Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là con người đi càng ngày càng xa Xa hình ảnh Thiên Chúa Xa tình đồng loại Bây giờ chúng ta có Những con đường rộng hơn Nhưng số người đi thăm nhau Ít hơn Chúng ta có những ngôi nhà Theo như George Carlin nói Ngôi nhà thật cao Thật đồ sộ Thật tiện nghi Mà số người trong nhà giảm dần Đúng không? Tôi đưa ra hai cái đó để cả hai ông George Carlin là một danh hài của Mỹ và ông George Drew, một linh mục giáo hội Đông phương đều nói phải xét lại đi, chúng ta phải trở về nếu không chúng ta trở thành nô lệ của máy móc. Đúng vậy chứ không sai. Hầu hết chúng ta biển giờ đang là nô lệ của máy móc quý vị ơi. Phải không? Xét lại đi, có ai mà không có trên tay một cái máy tôi cũng có nè ghê chưa để coi giờ thôi mấy chuyện khác không biết xài nói thật không biết xài bây giờ khá rồi biết chụp hình ghê chưa <laughs> tôi cũng thấy đâu có sao tôi đi đến đâu người ta trách gì kỳ vậy? có đoạn điện thoại di động tôi nói không bất động tôi để nhà không à chỉ đem theo khi nào coi giờ thôi nó nói thật rồi có người tức quá cho cái đẹp hơn nữa gọi là cao cấp hơn, lớn hơn như thế này, cũng để nhà. Tôi sợ rằng tôi lệ thuộc vào nó, tôi không có cầm lên. Bởi vì giọt diêu viết, đến một thế kỷ nào đó, con người sẽ trở thành nô lệ của máy móc. Không có máy móc, sống không được. Nó ghê đấy Trở thành nghiện máy móc, nghiện kỹ thuật số nghiện những phương tiện giao thông tối tân nhất của mạng Internet. Kinh khủng, phải trở về. Dám hy sinh bớt không? Bởi vì cứ thấy mấy bà bên tôi, bảy mươi mấy tuổi chứ cũng lấy ra cái quẹt, 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 quẹt. Túm, túm, xòe, Tôi, tôi, tôi phục lắm, tôi không biết làm tại sao. Giỏi lắm lần á. Nói thật chứ. Tôi đi ngang tôi phục kinh khủng lắm Mà tôi không biết xài Có người nói tình nguyện tới dạy cho cha Tôi nói tôi lại cảm ơn Dạy xong tôi nghiện Hay không tôi sợ nghiện thứ đó Bởi vì khi một một ký đã nghiện rồi còn tự do nữa không Trở thành nô lệ Mà tự do là món quà quý nhất Chúa trao cho mỗi người chúng ta Tôi trở về với câu chuyện mà chúng ta trở lại với tình yêu của Thiên Chúa. Điều mà linh mục Giọt siêu cảnh báo trở thành hiện thực rất thê thảm trong thế giới chúng ta đang sống. Nhìn một gia đình hai vợ chồng bốn đứa con vào một cái restaurant, kéo ghế ngồi xuống. Hai ông bà đặt món ăn thì mấy người con bắt đầu lấy ra. Rồi món ăn ra thì bố cũng một cái, mẹ cũng một cái vừa ăn rồi không ai nói với nhau câu nào thế thì ăn chung làm gì bữa ăn là cái để chia vui sẻ buồn nói không phải để chi trích mà để cảnh báo rằng chúng ta đánh mất tình liên đới trong cái vụ ngôn người samaritano nhân hậu chúng ta quay về với chính mình trong cái thế giới ảo của mình một cái thế giới không có thật nó lệ thuộc vào máy móc điện tử. Thêm vào đó, chủ nghĩa tự do cá nhân và các thế lực quyết tâm triệt hạ niềm tin tôn giáo. quý vị biết nhé, trong xã hội này, cái thế lực triệt hạ niềm tin tôn giáo là có thật. Ví dụ, Masonic, phong trào tam điểm, họ có mấy thế kỷ rồi, họ không buông tha cho bất kỳ tôn giáo nào, đặc biệt Kỳ Tô Giáo. Cho nên họ quyết tâm đã phá tình liên đới bằng cách tạo cho con người đi riêng ra hết. Là lúc đó họ tung cái gì ra là con người đi theo. Tại vì không còn hỏi ý kiến nhau nữa. Họ chỉ cần đưa một cái tin lên trên mạng là giới trẻ đi theo. Bởi vì đâu còn hỏi ai nữa, đâu cần hỏi ai. Tôi tin vào cái này. Cho nên cái tình liên đới bị suy yếu, mà khi người ta phá tôn giáo, phá niềm tin căn bản là phải phá trái tim trước. Khi không còn biết để ý đến nhau, khi không còn yêu thương nhau, không còn chấp nhận nhau thì con người sống trong một thế giới dễ bị cám dỗ. Nó lôi đi. Rồi mãi mê theo công việc, ít giờ dành cho người thân. Công việc làm cho người thân rất tốt thưa quý vị. Tiếng Anh nó bảo là doing something for someone. Nhưng mình quên cái phần be in with someone. Ở với người mình thương. Cái chữ ở cùng rất quan trọng, ít khi chúng ta để ý trong thánh lễ linh một chút cái gì đại diện giáo hội chúc Chúa ở cùng anh chị em. Cái điều đó là quan trọng nhất mà ít khi chúng ta cầu xin phải không? Thường chúng ta cầu nguyện là chúng ta lầm, chúng ta cầu để vẽ đường cho Chúa đi. Chúa thấy không con cần cái này, này mà Chúa thấy rồi. Chúa thấy không con cần đức tin cho đứa con kia, Chúa thấy rồi. Mình vẽ ra cho Chúa đi rồi Chúa không đi theo cái mình buồn, mình trách, mình nói Chúa điếc. Thê thảm sống ảo, nô lệ của máy móc là một cái viễn tưởng mà Linh Mục Giọt Diêu thấy cách đây 70 năm. Nó bây giờ nó thực hiện đúng thưa quý vị. Tình liên đới bị suy yếu, rồi chạy theo những thành đạt, những hiệu quả chắc chắn sẽ sao nhãn bổn phận đối với gia đình mình, đối với cộng đoàn, đối với giáo hội, vân vân. Đặc biệt là đánh mất hình ảnh Thiên Chúa nơi chính mình. Nhìn lại hình ảnh hai vợ chồng trước khi quen nhau là xa lạ, là người dân nước lạ, rồi trở thành một xương, một thịt, rồi cái mối dây liên kết đó, nó tiếp tục thì hạnh phúc biết bao. Nhưng nếu nó nhạt nhòa, nó phai nhạt từ từ, từ từ, lúc nào không biết mà mình cứ để cho nó suy tàn dần Thì mình thiệt thòi Tôi kể câu chuyện để thấy quý vị căng thẳng quá, tội nghiệp quá Mà 8 mươi 22 rồi đó Đây là vấn đề liên quan tới vợ chồng Cái tựa của câu chuyện này Mỗi lần vấn lời vợ là tai nạn Nghe kỳ quá ha Giống như nói xấu các ông các bà đó Mà đúng Hai vợ chồng sinh đứa con đầu tiên Người ta gọi là con gì? con so chứ không phải con sò so đâu nha đừng có nói người việt nam gọi con so đứa con đầu tiên hai vợ chồng thương con lắm đứa bé còn bé thì không nói gì bây giờ nó hơi lớn lớn rồi thì bé nó đi nhà thờ được để khỏi mất lễ nhưng mà vào nhà thờ ở trên cha giảng dưới thằng nhỏ cũng giảng làm nhiều người khó chịu quay lại đi lễ xong hôm đó về anh chồng nói em anh tin rằng em có nhiều sáng kiến hơn vậy em cho biết làm thế nào để mình không mất lễ mà không quấy rầy anh chị em giáo hữu khác người nói nó dễ ợt mà anh không nghĩ ra nghe em nè sáng anh đi lễ sáng một mình đi em ở nhà em trông con chiều em ru cho nó ngủ rồi anh ở nhà canh chừng nó em đi lễ chiều ông chồng nó trồ tôi bái phục em em là một đầu óc thông minh anh sẽ nghe theo lời em anh đi lễ sáng chủ nhật về Con mắt bên trái xanh lè Tím Bà vợ thấy anh đi vô anh né né Bà vợ nói lời đây Sao sao con mắt sao vậy Bị đánh Ủa lên nhà thờ đánh nhau à Người Bắc nói đánh nhau Người Nam nói đánh lộn Đâu có lộn Nó đánh trúng mắt mà lộn gì Cái chữ lộn là không có chính xác Giống như mấy bà đi xưng tội Nói thưa cha con hay cãi lộn với chồng Đâu có lộn Có hai vợ chồng mà lộn sao được Cãi nhau người bác nói trúng đánh nhau thì cô vợ nói anh đến nhà thờ đánh nhau khó không anh có đánh nhau anh bị đánh với kỳ ấy nhà thờ ác ôn nhỉ ai đánh anh một phụ nữ chết bà anh làm cái gì mà bỏ đánh anh không có làm gì hết anh hứa với em anh tử tế lắm nhưng mà tại ông cha tại sao ông cha ông ấy chơi kỳ lắm Ông cứ mời đứng lên, quỳ xuống, đứng lên, quỳ xuống Mà cái cô, cái bà gì đó, anh không biết bao nhiêu tuổi Tóc nó dài, nó mướt xuống tới mông, này, nó che hết rồi, tới ngang lưng đó Rồi áo dài nó mỏng quá em ơi wow, Nó mỏng kệ nó, anh làm gì à, nó, anh không có làm gì hết á Nhưng mà tại ông cha, cứ mời đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống Rồi cái áo nó kẹt giữa hai cái núi Nó trước mặt anh, anh khó chịu quá, anh kéo ra cái nó nó nghe nhột nhột nó quay lại nó quánh một cái anh đỡ không kịp bà vợ mắc cười không dám cười anh nghe nè lần sau anh có thích nhìn thì nhìn thì anh chịu với chúa nhưng anh đừng anh nghe lời em đừng có đụng vô chuyện người ta đừng có đụng vô nghe chưa hứa rồi vợ lấy nước nóng cho muối vào anh đắp lên lành tuần sau anh đi lễ sáng về con mắt còn lại xanh hơn sao kỳ vậy? đánh nhau nữa, không, không có đánh nhau bị đánh, ai đánh? không biết, cũng phụ nữ nữa, cũng tại ông cha nữa, sao kỳ vậy? cũng đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, cái áo lại dính vô đó, rồi anh kéo ra, không, cái thằng kế bên nó kéo ra, rồi rồi, rồi nó đánh quan cho anh, nó không, anh thấy vậy, anh sực nghe em dặn nó, anh nói Ê, chuyện của người ta, vợ tao nó bảo đừng có xíu vô, anh đẩy vô lại. Cái đó mới chết Chuyện không có thật Thưa Thưa quý vị Đời sống cần một tấm lòng Đó là tư tưởng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Tấm lòng là gì? Là trái tim nếu trong con người không có trái tim thì sao người máy người máy không hơn không kém không cần tình cảm chỉ cần cái program là xong và thực hiện răm rắp đâu ra đó vâng lời tuyệt đối chỉ trừ chương trình bị nhiễu hay là hết pin vậy thôi mà nếu làm người máy thì có còn là con người nữa không chúa dựng nên con người chúa không dựng nên robot vậy mà nhiều khi chúng ta đóng vai robot Ê, tôi kể chuyện này cho nghe tại vì thế giới bây giờ móc túi cướp giật nhiều quý vị hơi mệt rồi tôi kể liên tiếp nhiều chuyện cười lắm sao đâu rồi thì các kỹ sư nhật đức ý mỹ pháp họp lại nhất là người anh suy nghĩ ra một cái máy bắt trộm Nghĩa là ai có đầu óc tính móc túi hay là cướp giật mà đi ngang nó là cái máy nó có cái tay nó cầm, bắt liền. Dù là trong tư tưởng ghê, chưa, sợ chưa. Thế là ra cái máy rồi cái ra là chính phủ của Pháp mua liền một cái để ở sân Elise con đường lớn nhất ở Paris. Năm phút sau nó bắt được bốn mạng rồi. Ô nghe vậy chính phủ ý mừng quá mua một cái để ở ngay quảng trường Thánh Phé-rô Có năm phút nó bắt được mười đứa. Trời ơi cảnh sát mừng quá. Việt Nam nghe vậy cũng mua về để ở đường Trần Hưng Đạo hai phút mất máy. Mình giỏi hơn nhiều. Anh à, lại cười. Chịu thật cần cười cho đỡ mệt. Hình như mỗi lần mình cười thì mình có cảm giác mình liên đới với nhau hơn, hơn là sống trong nỗi buồn. Cái buồn tự động nó cô lập ra Mình không muốn ai biết mình buồn Còn khi mình vui Mình thường gặp người này người kia để chia sẻ Câu chuyện thứ hai về robot Hai vợ chồng có đứa con trai 14 tuổi Cái tuổi đó nó bắt đầu ương ngạnh Và nó hơi nói láo Nó nói láo để nó tránh bình phạt thôi Chứ nó không có xấu Mà nó nói láo ông, ông bố biết Mà không biết làm sao Cái anh đọc báo thấy mấy kỹ sư quốc tế làm được một thằng robot như người thật mà hãy nó nghe ai nói láo là nó đánh mà cái tai của nó đánh là phải biết thế là tốn tiền bao nhiêu hai vợ chồng bàn nhau mua về bưu điện nó giải tới anh mở hộp ra gắn chương trình vô để pin vô bật nút lên đứng dậy vương vai chào ông bà ô nó như người thật vậy đó rồi bảo ra kia ngồi đợi bốn giờ rưỡi chiều hơn năm giờ thằng con đi học về quăng cái cặp chào ba má con mới đi học về người mãi nó tới nó tác cho một cái tác cho một cái ơ cái ai vậy mà sao đánh con nó phải là người nó là robot mày vừa mới nói láo là nó đánh mày đó từ nay chừa cái thói nói láo đi cái robot nó ngồi xuống nó cười. cười nó đánh xong rồi nó cười ông bố chạy lại nói mày thấy chưa từ nay chừa nhá Thông thôi nó đánh mày văng cả quai hàm ra Ừ con biết rồi Nói lại Con mới đi học đá banh về Robot tôi tác cho một cái nữa Đau hơn nữa Nói lại thôi mày chết á Nó quánh chết luôn á Nó đứng kìa Con mới đi học thêm về Nó đánh một cái nữa Thằng nhỏ mới nói Con trốn học buổi chiều nay đi cine Robot cười, <cười> Mày chết Ông bố nó thấy chưa Nhờ nó mà tao biết Mày làm cái gì sai Tao hồi nhỏ đâu có giống mày Robot tán cho ông một cái Bà vợ ngồi thấy vậy đúng rồi Đồ cha nào con nấy Robot tát cho bảo một cái Xỉu luôn Là vì robot nó biết không phải con ổng <laughs> quý vị sợ chuyện robot chưa? Thấy chưa? Vui. <laughs> Dù... Thưa quý vị, ở đời từ xưa tới giờ có nhiều cách giết người. Đây là những gì tôi học trong chủng viện. Bài tập tôi làm thời tiền sử chưa có dụng cụ, người ta dùng tay dùng chân cả răng nữa để giết nhau cắn cấu thoi, bóp cổ có lẽ Aben và Abel hai người con của Adam và Eva giết nhau bằng cách đó chứ tôi có thấy nói làm cái gì hay là có thể dùng cục đá rồi tới thời đồ đá người ta dùng cái chày bằng đá cái rìu bằng đá là khí giới rồi tới thời Ai Cập văn minh Ba Tư Trung Hoa vân vân thì người ta bắt đầu dùng dao mát cung tên thương đao chùy để đâm chém nhau tới thời trung cổ người ta mài một cây thương thật dài rồi cho lên ngựa để hai người kỵ sĩ lao vào nhau và giết nhau với cái áo tròn cái áo giáp càng dày càng an toàn nhưng thật sự vẫn chết tới thời cận đại người ta dùng súng quả mai súng đá lửa để bắn nhau tới thời hiện đại người ta dùng súng tối tân bắn một băng đạn tự động rồi người ta dùng bom và quả tiễn chỉ cần bấm một cái nút quả tiễn bay tới ngày hôm nay trong mỗi gia đình cách giết người âm thầm và hợp pháp nhất hữu hiệu nhất là bỏ mặt nó không chú ý đến thờ ơ bỏ rơi đoạn tuyệt mà không công bố một bậc trưởng lão có thể sống trong nhà mà không còn ai nhìn tới hay sống trong một cái nhà hưu dưỡng không ai thăm viếng đau lắm chứ đã từng là cha là mẹ của mình là ông là bà của mình đó là thái độ giết người tinh vi nhất và hợp pháp nhất để chết tự từ vậy tôi hỏi quý vị trời là đàn ông hay đàn bà nghe kỳ quá ha? ai cũng gọi ông trời, không, trời là người. Tại sao? Vì có mặt trời, có lưng trời, có chân trời là người rồi. Nhưng chắc chắn là đàn bà vì có bầu trời. Không phải à? Thêm câu nữa cho vui. Da mặt đàn ông với da mặt đàn bà, da nào dày hơn? Dạ đàn ông sai rồi Dạ đàn bà là vì râu nó đâm không ra Có bà nào râu đâm ra đâu Dày quá thấy không? Nói cho vui Nhưng nếu tôi hỏi Dựa trên cái câu hề đó Tôi muốn đi tới kết luận đó Thiên Chúa nhiều nam tính Hay nữ tính Nhà danh họa Rembrandt vẽ bức tranh đứa con hoang đàn trở về. Ông bố để hai tay lên vai đứa con một cách triều mến, tay phải nam, tay trái nữ. Không lẽ một danh họa lại vẽ dở về à? Hai bàn tay không cân đối à? Tay người phải bằng nhau chứ. Nhưng cái tay phải xù xì to, tay của người cha. Tay trái thon, mỏng, thật mịn, da thật đẹp của mẹ. Thiên Chúa vừa cha vừa mẹ. Nhưng đây tôi hỏi, nam tính vừa nữ tính bên nào nhiều hơn? Trả lời đi. Mặc dù mình nói như vậy, cũng là phạm thượng. Chúa đâu có giới tính. Nhưng mà mình có quyền ngồi suy nghĩ. Tôi hỏi quý vị, nam sống vợ yêu bằng gì? Bằng mắt. Mấy ông tinh mắt kinh khủng. Nhất là ở nhà thờ, giờ lễ rồi, một cái tiếng gót, đi vô gốc cao gót ấy, thì tinh mắt lắm mấy ông là thấy ngay cái đứa nào mà nó đi trễ vậy phải nhìn cái đã bóng hồng nào ở ngoài góc đường cũng thấy hết đó nhưng mà đèn xanh đèn đỏ thì không thấy nói với cảnh sát vậy đó cho vui mấy ông sống và yêu bằng mắt nhớ điều đó còn mấy bà sống và yêu bằng tai rất thích nghe người ta nói lời ngọt mà những người ngọt đều là những người lady killer. Sở Khanh. Vậy mà thích như vậy đó. Nhưng mà mấy chị thính tai mà hay giả điếc, có biết không? Trong trường hợp người ta chia việc không thấy làm hỏi sao, em đâu có nghe ai nói gì đâu. Cái giả điếc trường hợp thứ nhì là khi người ta khen, trời ơi, đi mai áo dài ở đâu đẹp vậy? Chị nói gì vậy? mẹ để người ta khen lại lần nữa tôi nói xấu các bà ghê quá mà mấy bà cười là sao đúng vậy hả trời ơi vậy so lại nếu chúa là nam tính nhiều hay nữ tính nhiều thì coi cái câu hoàng thiên hữu nhãn ông trời có mắt mà vì chúa thấy hết mọi sự rồi nên tôi tin rằng chúa thích nghe hơn Cho nên mới có việc cầu nguyện Mặc dù Chúa không cần mình nói Nhưng vẫn Chúa vẫn muốn mình tỏ tình ra Cái tâm tư nguyện vọng của mình Cho nên theo tôi Chúa mang hình thức thứ nhất Thích nghe là nữ Rồi xem cách chấm điểm Đây nè Nhìn lại cái cách chấm điểm của hai vợ chồng trong gia đình Mặc dù may mắn tôi không có vợ May mắn tôi dùng chữ đó Tại sao? Lúc Chúa tạo dựng nên Adam Ông ấy đang hưng phấn vì làm chủ mọi loài phải không? Đặt tên con gì thì tức là ông làm chủ con đó. Rồi cái sách sáng thế thuật bỗng nhiên Adam buồn ra giết. Là vì không tìm được người trợ tá tương xứng với mình. Thế là Chúa cho Adam ngủ. Đó, bây giờ câu hỏi. Lúc Adam ngủ, Chúa nói gì với Adam? Chưa biết hả? Chưa đọc hả? Đâu có đồng đọc tôi chế ra Chúa nhìn Adam và Chúa nói Ta thương xót con Vì đây là lần con ngủ yên thân cuối cùng <laughs> Mai mốt nó quấy rầy con suốt đời thôi <laughs> Đúng không? Chắc đúng nha Đúng phần nào hả <laughs> Rồi trở lại nha Trở lại cách chấm điểm của người chồng Người chồng sống thiên về lý trí Đàn ông nói chung người nữ sống thiên về tình cảm trái tim người chồng nghĩ rằng xây cho vợ một căn nhà và không phải trả tiền thuê mướn gì nữa hết tự anh cho 10 điểm mà anh hãnh diện đúng không có sai nhưng người vợ có thể nghĩ nhà to bố mẹ quét mỗi lưng thấy mồ luôn không có đánh giá giống người chồng người chồng nghĩ rằng khuyến khích vợ đi lái xe để vợ được tự do chín điểm khi vợ thi đậu về khoe nó ừ chín điểm nhờ tôi nghĩ trong bụng mà người vợ thì nói chắc muốn lái xe một mình để đi chở con khác cho nên khuyến khích mình lái xe đi đường riêng khác nữa người chồng nghĩ rằng cho con học hành thành đạt tám điểm người vợ nói có gì đâu công của tôi không à à vâng vâng ngược lại Cách tính điểm của người vợ. Không mấy, mấy cái đó bại không màng. Mà ngày sinh của bà, ông chỉ cần về, bẻ một cái hoa trong vườn thôi vô, mừng ngày sinh của em, bà cho 10 điểm liền. Ông tin thử thôi. Hôm nay sinh nhật của em, hôm nay kỷ niệm ngày cưới, ông nào nhớ được 10 điểm? Giống cánh chấm điểm của Chúa không? Giống. Ngài phán xét, chính Chúa Giêsu nói ai là một điều nhỏ nhất cho một người hèn mọn nhất vì danh thầy là làm cho thầy phải tình cảm không? xét về tình cảm tức là câu nói sống có biết yêu thương không yêu thương bằng hành động cụ thể cho nên tôi tin hình như Chúa nhiều nữ tính đó. mình có quyền suy nghĩ Chúa không có phái tính Chúa thiêng liêng Nhưng mình cũng có quyền suy nghĩ như vậy Để mình biết cách sống Chúa cần tình cảm hơn lý trí Đến với Chúa thông qua trái tim Vẫn đẹp hơn là đến bằng lý trí Chúa không cần lý trí Vì đâu có trí khôn của ai Bằng bộ trí khổng lồ của Chúa Mình thua Thưa quý ông bà, anh chị em Rõ ràng chúng ta cần phải trở về cái kết luận muốn sửa chữa thế giới này gia đình này bản thân của mình phải trở về trở về với ai thứ nhất trở về với thiên chúa là cha sáng thế trở về với tình liên đới anh chị em mình tất cả đều là con một cha và nhất là trở về với hình ảnh thiên chúa là mình đừng để nó bị bôi nhọ méo mó rồi mình cảm thấy chán nản chúng ta trở về với chúa bằng con tim chứ không phải vì cấm đoán hay vì hình phạt và chúa nói với cái ông thông luật ông hãy đi và làm như vậy đâu có gì khác cả một cái bài tin mừng đó chúa bảo hãy đi và làm như vậy thì được sự sống đời đời. Hay quá quý ông bà. Tất cả những gì chúng ta suy nghĩ là lý thuyết. Nhưng nếu chúng ta không thực hành, nó vô ích. Thực hành với người thân của mình trước đi. Đừng để cơ hội qua đi, không bao giờ nó trở lại. Đừng, hãy chộp lấy cơ hội. Lúc cần nói, hãy suy nghĩ rồi nói. Để an ủi một người, để khen một người, để động viên một người hay nếu vì tình thương để khuyên can một người kéo họ đi vào chỗ hiểm nghèo, nguy hiểm. Đừng sợ, hãy nói. Tôi tin rằng một cái nhà dòng bên Tây Úc mấy sơ viết trên vách Chúa thì lúc nào cũng rảnh để ngồi nghe còn chúng ta lúc nào cũng bận rộn Không có giờ để nói cho Chúa nghe Vậy mỗi lúc chúng ta đến với Chúa trong giờ cầu nguyện Xin đừng nói nhiều Tất cả các thánh đều khuyên như vậy Hãy để cho Chúa nói Chứ mình dành nói thì Chúa im Mình nói thật nhiều Mình lý luận đủ thứ Cứ ngồi im nhìn vào trong Quý vị có thấy sự khác biệt Của các bức tượng Tây Phương và các bức tượng Á Đông, tượng tôn giáo, tôi không nói tượng nghệ thuật. Các bức tượng Á Đông về tôn giáo như tượng Phật Di Đạo, Di Lạc hay là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân Tất cả các tượng đều nhắm mắt. Còn các tượng Tây Phương mở mắt và nhìn lên. Người Tây Phương thích hướng thượng để tìm thấy chân lý và khi họ cảm phục thì họ đi theo. Cho nên họ làm tượng ngước lên nhìn. Người Á Đông nói không tìm đâu xa, tìm ngay bên trong, nhắm mắt lại. Nhìn vào trong để thấy con tim mình có còn biết yêu thương không? Hãy nó biết yêu thương thì còn có hình ảnh Thiên Chúa bên trong. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Nếu không còn nữa, coi chừng chúng ta đánh mất hình ảnh đó rồi. Thưa quý ông bà, anh chị em, thế giới, gia đình, bản thân, tất cả mọi người đều cần phải trở về. Đúng chứ không sai. Mùa chay là mùa trở về. Ai cũng đi xa mong mau trở về nhà đó. Ai cũng mong hết đó. Đi mấy ngày thôi cũng thấy nhà là số 1, cái giường của mình là số một, không có đâu bằng hết đó cách trang trí trong nhà của mình quen mắt rồi đường đi nước bước mình thuộc rồi mình nằm lòng rồi đó là căn nhà vật chất vậy mà đối với căn nhà vật chất mình cũng phải nhìn vào trong nhà để dọn dẹp mỗi lần dọn dẹp như vậy là mình muốn ngôi nhà trở về tình trạng nguyên thủy của nó nhưng cái căn nhà nội tâm ít khi mình nhìn mình có một căn nhà nội tâm có khi nào mình trở về bên trong đó để dọn cái gì không, để hốt bớt cái rác nào, không? ít khi mình có thời giờ để ngồi nhắm mắt nhìn vô trong không? mà mùa chay mời chúng ta đi vào căn nhà nội tâm, coi cần cái gì phải sắm, ví dụ ít nói những câu thân mật với người thân yêu của mình, với con cái mình, đó là điều cần phải sắm, hãy tập nói hay hãy nói thì câu có tập quét cái rác đó đi nói dịu dàng hơn đức thánh cha Francisco trong lời nhắn của mùa chay năm nay tôi chỉ lấy một ý thôi đức thánh cha nói hãy ăn chay những lời nói cay đắng làm hớt tình làm tổn thương người khác và hãy lấp vào miệng mình những lời nói dịu dàng ngọt ngào điều đó mình làm được Sao không thực hiện? Chúa Giêsu nói, ông hãy đi và làm như thế. Cũng giống như nhắn với mình, anh chị em, quý ông bà, hãy đi và làm như vậy. Tôi có câu đố cho nó vui, rồi hãy có ai có câu hỏi gì thì xin mời hỏi. Câu đố này tức cười lắm, hồi sáng tôi đố hai người. Thưa quý ông bà, cái gì càng nặng thì càng nhẹ. Nó kỳ quá ha tôi đọc cố ý hơi sai chính tả đó cái gì càng nặng thì càng nhẹ tôi không đọc cái gì càng nặng thì càng nhẹ câu trả lời cái mục nhọt mình nặng nó ra thì mình nhẹ cái gì càng cất thì càng thấy rõ cái nhà cất lên thì thấy rõ rõ ràng phải không đúng cái gì càng dở thì càng hay Chữ dở đọc sai phát âm chính tả Cuốn sách càng dở ra thì càng thấy nó hay Môn thể thao nào càng thắng thì càng thua Môn đua xe lo thắng không sao chạy Rất là dễ mà nghĩ không ra đó Con gì mà đời sống của nó hãy nó càng to thì càng bé Càng lớn thì càng nhỏ Con cua Không bao giờ cái càng nó đều hết Cũng vui vui đó. Tôi kể một chuyện Hai chuyện về Cà Lâm Làm việc tông đồ để Tôi không muốn, muốn xúc phạm đến ai nha Đây là chuyện vui thôi Bởi vì đó là một bệnh tâm lý Không ai muốn hết Có một cha sứ Việt Nam đi Ở bên Úc mà đi về Việt Nam mua lời Chúa cho mọi người. Bên đó bán 200 ngàn cuốn, ví dụ vậy, hay là 150 ngàn. Đi về bên Úc bán rẻ lắm, 50 đô là lời bỏ mẹ rồi gì? Để lấy tiền sửa mái nhà thờ, ông mua 200 cuốn về. Ông chủ tịch đâu? Lên lãnh năm cuốn đi bán. Ông nói, cha tha cho con đi, bây giờ người ta đọc trên mạng rồi, không ai mua sách nữa hết. Nhưng con cứ lấy về, bán không được cứ giữ đó, hãy bán được đưa tôi. Bà chủ tịch hội Lê rồi bà phong trào cuộc si vô này lãnh lãnh hết ai cũng từ chối hết mà cha cũng giàu cái con anh cha, cha, cha cho 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 con năm 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 cuốn cha nói tội nghiệp con quá đi thôi nghĩ đi con 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 con, con bán được bán bán đàng hoàng lắm rồi cha cũng đưa anh năm cuốn có hai ngày Anh lên nhà xứ anh nói, bán 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 hết rồi tiền đủ trong khi mấy người kia chưa bán được cuốn nào thấy ghê chưa rồi anh xin má mời 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 cuốn Tới cuối tuần anh bán hết nữa Ôi, Ông cha phục quá Cuốn cuộc anh bán được mấy chục cuốn Trong khi mấy người kia chưa bán được cuốn nào Cuối tuần sau lễ cha họp lại Tất cả mọi người đã nhận sách lên đây Con đứng đây nói với anh chàng đó Con sẽ nói cho quý ông bà biết chúa cho con không hoàn toàn về phát âm mà con làm việc tông đồ đắc lực như vậy con kể cho quý ông bà đi con 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 không 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 dám dám đại đi rồi khi anh đứng lên ông nói đưa cha cho đó con bấm 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 chuông người người ta mở 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 cửa con cũng mở, mở 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 sách rồi con nói nếu 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 không mua con đứng đứng đây đọc đọc hết cuốn này anh ta mà đọc hết là một năm á nghĩa là người ta thương quá người ta mua thôi chuyện không có thật mà quý vị nghe cũng vui vui dễ thương có người không hiểu rồi ở cái xứ tôi tôi hay kể chuyện tại vì tôi sống bên thanh đa cư xá thanh đa có một anh ở trên lầu 4 Cái lô chữ đó Chứ không phải lô số Một hôm anh thấy ở tầng dưới trệt đó, Có một gia đình mới dọn về Bán bánh mì thịt Mà cái cô bán xinh đẹp Đi ngang là nghe mùi thơm như muối mít ấy. Anh ấy mê lắm nhưng mà tại anh cà lâm Anh ăn mặc lịch sự Kẹp tờ báo Sáng đi ngang cái chỉ ổ bánh mì Chỉ ba tê đồ chua cái anh làm Một cuốn cô làm bán bán suốt tuần cô ấy bắt đầu thích bởi vì thấy người cao ráo đẹp trai lại cẩn ngôn ít nói cho nên sau một tuần cô nói anh anh nghĩ trong bụng thôi mà nghĩ cũng cả lắm chết 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 mà mẹ, rồi nó 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 hỏi rồi nó hỏi thì phải trả lời anh cái ảnh ừ ừ thì dễ rồi anh mua hoài mà không thấy xịt xì dầu anh có xịt không, để tụi em xịt, về nhà khỏi mắc công, có, có, xịt, 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 một chút thôi, là ngập hết rồi, bánh mì nở ra luôn á, quý vị biết tôi kể cái đó, cái đám con nít bên tôi, nó nhao nhao lên, nó nói, tụi con nói một chữ là bị la, cha nói cả đóng xịt, <laughs> vui vui dễ thương rồi một chuyện nữa cũng một anh bên tây úc tại tôi đặt ra mà thì nó ở bên xứ tôi mà anh thấy một cái tiệm vịt quay mới mở cái cô bán thơm hơn con vịt quay anh cũng bị cà lâm rồi ngày đầu tiên xuống mua cũng kẹp cuốn sách đây xuống chỉ con vịt một cái là cô gói lại đưa anh mua bảy tám lần cô cũng nói anh này cũng nghĩ cho 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 rồi nên nó hỏi anh mua hoài mà không có chặt ra hả anh nói để tụi em chặt về nhà khỏi mắc công có chặt không có có cái anh nói có cái cô chặt 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 chặt, chặt 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 làm hai thôi là nó băm ra một đống nó hai con dao lẫn mà chặt 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 chặt, chặt, chặt. làm hai trễ mà nói <laughs> thưa quý ông bà anh chị em mình chỉ có một cuộc đời mà mạng sống là do Chúa trao ban nó là món quà quý nhất trong cái mạng sống đó mình có thân xác và linh hồn thân xác của mình đáng quý là vì nó duy nhất trên trần gian này không có cái thứ gì đâu tôi bảo đảm không ai tìm ra cái đụng hàng đâu ví dụ dấu tay không ai giống nhau móng mắt không ai giống nhau thanh quản có tần số không ai giống nhau cái mùi không ai giống nhau dĩ nhiên mấy người hai tuần không tắm mùi đặc biệt bây giờ dna không ai giống nhau tức là mỗi người chúa dựng đâu có đụng hàng mà cái gì không đụng hàng thì quý gọi là độc cô cậu bại tiếng của giang hồ trong truyện trưởng có một không hai à? cho nên đời sống đáng quý nhé đáng phấn khởi chứ cho dù mình đang thất bại mình đang dở ẹt ha à, mình đang không có làm cái gì nên thân đi nữa hay là mình té ngã vì tội lỗi hoài nhưng mình là mình chúa dựng nên con là con con vui lòng chấp nhận món quà rất đẹp thưa quý vị Đừng bao giờ bi quan thất vọng. Hãy cười nhiều. Cười nhưng đừng có đi ngoài đường cười người ta bảo bà điên. Đúng chứ không sai. Mạng sống là quý. Cái linh hồn quý hơn nhiều. Cái linh hồn tinh anh siêu việt cũng chỉ có một. Hãy quý trọng. Hãy đem sang đời sau những cái gì trang điểm cho linh hồn mình thật đẹp. Mà cái đẹp nhất là tình thương. Bởi vì như những gì vật chất mình không mang sang được đời sau, nhưng những tình thương mình gieo mang sang được đời sau. Đó là những gì tôi gửi gắm đến quý ông bà qua cái đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu đối đáp với cái ông thông luật. Rõ ràng, ông ấy nói để hỏi thử Chúa thôi nhưng mà Chúa vẫn trả lời một cách rất là lịch sự. Chương Luca chương 10 từ câu 29 đến câu 37. Và cái câu kết luận là cái câu Chúa mời anh chị hãy đi và làm như vậy. Chúa mời một cách thiết tha, hãy đi về nhà và làm như vậy. Tôi tin mùa chay là cái mùa mình bước vào căn nhà nội tâm của mình mình trở về để mình dọn dẹp chút cần mua cái gì để sắm vào đó cho nó đẹp cần bỏ bớt cái gì đi hãy làm chúa bảo hãy đi và làm như vậy cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn nghe tôi nghĩ trước có 5 phút thôi để đi về từ từ cho kịp để khỏi bị kẹt xe và chúc ngủ ngon